Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con được thờ phượng Ngài. Và hãy con dân của Chúa chúng ta cùng giơ tay lên và nói với Chúa rằng: Chúa ơi, chúng con muốn thờ phượng Ngài. Chẳng có ai giống như Chúa của chúng con. Xin Chúa thăm viếng chúng con trong giờ này qua lời của Ngài, để lời của Chúa làm thay đổi tâm linh của chúng con. Lời của Chúa làm cho lòng của chúng con được ngước cao lên với Ngài. Và cho dù hoàn cảnh của chúng con đang đối diện thế nào, nhưng mà chúng con biết rằng Đức Chúa Trời đang hiện diện tại đây để ban phước cho chúng con. Hallelujah, con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Buổi sáng nay con cầu nguyện cho cô Thanh là người vừa tiếp nhận Chúa. Xin Chúa Ngài chúc phước và giữ linh hồn này ở trong tay của Ngài, để cô tin rằng khi cuộc đời mình ở trong tay của Chúa, Ngài ban phước. Con cũng cầu nguyện đặc biệt cho những người đang thờ phượng tại nơi đây cũng như tại sóng livestream, tất cả mọi người đều được hòa quyện ở trong Thánh Linh của Ngài, để khi chúng con đón nhận lời của Chúa thì lời của Chúa đến với mọi cuộc đời của chúng con. Con cầu nguyện cho lễ cảm tạ hậu thánh của Chúa tại đây được diễn ra một cái tốt lành. Con cũng cầu nguyện bởi lòng thương xót của Chúa và bởi ân điển của Ngài, Ngài đã cho công trình này được tồn tại, Ngài cho công trình này được xây dựng và Ngài tiếp tục ban phước cho. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, ngay giờ này con khai phóng tài chánh của Chúa đến kịp lúc cho hội thánh của Chúa và gia đình này. Con cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Giêsu con bẻ gãy tất cả sự ngăn trở, vì chúng con đã thấy được đám mây của Ngài, nhưng con phải tiếp tục chờ đợi, vì con biết rằng phần thưởng của những người nào công chính là đẹp lòng Chúa, và phần thưởng đó thật là lớn. Chúa ơi, chúng con biết rằng khi chúng con xây nhà cho Ngài, là đền tạm cho Ngài, thì Ngài tiếp tục ban phước cho thánh của Ngài. Nhưng danh Giêsu buổi sáng nay con chúc phước cho từng đôi tay được giơ lên trong buổi sáng này. Những người nào đang bệnh tật ở trong danh quyền năng Giêsu tin cậy nơi Ngài, Ngài chữa lành cho họ. Những người nào đang kiệt quệ, khó khăn về tài chính ở trong danh quyền năng Giêsu, ngay giờ này con khai phóng để đời quyền năng của sự phục hồi, quyền năng của sự thịnh vượng, quyền năng của tài chính đến với đời sống của bà chị em của chúng con. Những người nào đang bất an, đang tuyệt vọng, đang sâu khổ, ở trong danh quyền năng Giêsu ngay giờ này con cầu nguyện để lời Chúa đến với tấm lòng của họ, và biết rằng sứ mạng của đời của họ thuộc về Ngài, và Ngài có cách để ban phước cho cuộc đời của chúng con. Ngài phục hồi họ, phục hồi họ, phục hồi họ trong danh quyền năng của Ngài. Con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa vì buổi sáng tốt lành. Ngày hôm nay chúng con được phước. Ngày hôm nay chúng con được phước Chúa ơi. Con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa. Ngài chúc phước cho dân sự của Chúa tại Thánh Yêu Thương tại đây, để tất cả mọi người đều yêu thương nhau, đùm bọc lẫn nhau, quan tâm nhau, chia sẻ với nhau. Con cảm ơn Chúa. Con tin cậy Chúa. Chúng con chúc phước cho thời giờ này. Thánh Linh Chúa hành động trong lời của Chúa, để lời của Chúa thay đổi tâm lòng của chúng con. Con cảm ơn Ngài. Con cảm ơn Chúa. Chúng con chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Xin trân trọng kính mời thánh chúng ta cùng quay qua người bên phải, quay người bên trái, bắt tay chúc phước cho chúng ta. Sáng nay chúng ta được phước. Hallelujah. Trân trọng mời thánh chúng ta an toàn. Một tuần lễ chúng ta được phước không à? Cảm ơn Chúa vì tuần vừa rồi thì tôi còn có công việc công tác, cho nên là tôi cùng bà xã tôi đi công tác ở xa. Do vậy cũng nhớ đến hội thánh của Chúa để gửi lời thăm. Trước khi chúng ta bắt đầu cho một sứ mạng mới, cảm ơn Chúa, thì tôi muốn nhắc nhở lại những cái khái tượng sắp tới đây của hội thánh của Chúa. Đó là làm thế nào để trong năm nay chúng ta sẽ bắt đầu mở ba nhóm tế bào. Như tôi đã họp với ban trị sự, thì tôi muốn nói rằng chúng ta sẽ mở ba nhóm tế bào. Hiện nay thì tôi đã liên hệ và đang chờ. Thứ nhất là chúng ta sẽ có những nhóm tế bào của các nơi, ở bên nhà của Cô Ngự, rồi ở bên nhà của hôm bữa có liên hệ Triều, và liên hệ Triều, sau đó thì còn một nhóm nữa. Tôi muốn rằng chúng ta sẽ có những cái buổi tế bào trong tuần. Một tuần chúng ta sẽ có 6 ngày, và trong các buổi tối chúng ta sẽ có nhóm tế bào để cầu nguyện cho nhau. Vẫn chờ đợi để cái Hằng Ngọc cũng là khu vực ở quận 12, ở tại khu vực địa bàn Lê Văn Khương, để chúng ta sẽ có ba nhóm tế bào được thành lập trong trong cái thời điểm này, trong từ đây tới cuối năm. Và sau đó chúng ta sẽ lên kế hoạch để chúng ta bắt đầu xây dựng hội thánh của Chúa. Cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Trời tốt lành. Đức Chúa Trời tốt lành luôn ban phước cho người nào tìm cầu Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa vì sau tất cả thì chúng ta cũng chuẩn bị để có một cái buổi lễ cảm tạ ở tại nơi này. Cá nhân tôi và tất cả mọi người con cái Chúa đang dốc lòng để cùng để tưởng niệm về cái ngày lễ cảm tạ, để Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta.
và những khó khăn mà Chúa Ngài dắt chúng ta đi qua, chúng ta có một cái nơi để thờ phượng Chúa thật là tốt lành. Nhưng mà dẫu vậy chúng ta cũng phải làm sao để có kế hoạch và làm sao để phát triển vương quốc của Chúa và đem nhiều người về với nhà của Ngài. Amen không ạ? Đây là mục đích quan trọng nhất cho chúng ta. Đó là chúng ta nói về Chúa Giêsu cho những cái người bạn của chúng ta. Cảm ơn Chúa vì sau tất cả, khi có cơ sở mới và có cái cơ sở này thì chúng ta phải set up lại rất là nhiều. Chúng ta cần những năng lực, những người có năng lực, những người có khả năng và hơn hết là tấm lòng để phục vụ Chúa. Chúng ta thấy không ạ? Riêng bây giờ bên IT á, có nghĩa là một cái người chỉnh âm thanh rồi chỉnh màn chiếu rồi lo livestream tất cả cái đó, chúng ta thấy là sơ sơ là hết ba người rồi. Ba người, ít nhiều cũng phải thêm một người để phụ một số cái việc nữa. Rồi ban thờ phượng chúng ta cũng phải mất hết khoảng là 7-8 người. Và bây giờ chúng ta cần rất là nhiều người để trám vào những vị trí để giữ phần công việc Chúa. Tôi mong rằng khi kêu gọi thì các cánh tay được giơ tay lên để có thể phục vụ công việc Chúa. Chúng ta sẽ cần những người giúp đỡ, ví dụ sau này rồi đón tiếp những người đến hội thánh của Chúa, rồi sẽ có một ban để thăm hỏi những thành viên mới. Cảm ơn Chúa vì tôi rất là vui vì cô Thanh sáng nay được nghe lời cô làm chứng của cô Thanh. Cô mới tiếp nhận Chúa thôi, nhưng mà cô bắt đầu thấy rằng Đức Chúa Trời quyền năng. Phải, cô xin Chúa một chiếc xe đạp. Và tôi muốn nói với cô rằng ngày mà tôi tiếp nhận Chúa, tôi cũng nói thật có Chúa, Chúa cho con, cho một chiếc xe. Và cảm ơn Chúa, Chúa cho ra cô một chiếc xe. Và tôi trước đây là trước khi mà tôi trước đây tôi tin Chúa đó, tôi cũng nói là nếu thật có Chúa đó, Chúa cho con một chiếc xe đạp. Và cách đây còn hơn 30 năm. Và quả thực Đức Chúa Trời thành tín và Ngài đã cho tôi một chiếc xe đạp đầu tiên. Và xác chứng được cái đức tin rằng là khi mình nhờ cậy nơi Chúa thì Chúa không có từ bỏ mình điều gì cả. Amen không ạ? Cho nên tôi ước ao rằng tất cả con dân của Chúa, mình cần cái gì, mình hạ mình xuống, mình nói Chúa ơi con nhu cầu của con cần điều này, điều kia và Đức Chúa Trời Ngài ban phước cho mình. Phải, Chúa không từ chúng ta một điều gì cả. Cái quan trọng nhất là chúng ta có chịu hạ mình xuống để mà cầu nguyện Chúa hay không. Cảm ơn Chúa. Buổi sáng nay chúng ta sẽ có chủ đề ở trong cái sứ điệp sáng nay, đó là chuẩn bị cuộc chiến lớn hơn. Đây là cái chủ đề mà tôi muốn gọi đến hội thánh của Chúa, gọi đến con dân của Chúa. Chủ đề này là chủ đề mà chúng ta sẽ được học trong sáng nay, đó là chuẩn bị cuộc chiến lớn hơn. Đức Chúa Trời Ngài ban phước cho mọi người chúng ta. Và nếu ai đó trong chúng ta là những người lớn tuổi á, có nghĩa là sống nhiều năm trên đất, thì sẽ thấy rằng trong cuộc đời của mình có những cái nấc thang mà mình đi qua. Và trong hành trình mình đi qua như vậy, có rất là nhiều nan đề xảy ra với cuộc đời của mình. Có những nan đề gần giống khi trước đây chúng ta gặp. Nhưng mà nên nhớ một điều là dường như mỗi ngày cái cuộc đời mình, cái level mình, cái nâng cấp lên mỗi ngày hơn. Trước đây có khi chúng ta gặp khó khăn về điều kiện đó, nhưng mà bây giờ thì nó lại cao hơn. Và cảm ơn Chúa vì tôi muốn nói với hội thánh của Chúa và tất cả mọi người ngồi tại đây, đó là Đức Chúa Trời có một sự chuẩn bị cho chúng ta một cuộc chiến lớn hơn. Như hồi nãy cô Huệ có làm chứng lại trong cái chuyến đi vừa rồi, cách đây mấy hôm chúng tôi đi Nhật. Tôi đi có khoảng 4-5 ngày thôi, nhưng mà tôi cảm thấy rằng thật là tuyệt vời. Và khi tôi chia sẻ với một số người bạn ở trên mạng xã hội, thì quý vị biết không, có rất là nhiều tin nhắn gửi đến tôi. Và họ ngạc nhiên vô cùng, họ không ngờ là tại sao ở đất nước Nhật Bản mà có một hội thánh người Việt Nam được tồn tại bao nhiêu năm nay. Vì có thấy kinh khủng không à? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái sự truyền giáo ở đó và nói về đạo Chúa rất là khó. Và người Nhật rất là khó tiếp nhận Chúa. Và khi tôi ngồi nói chuyện với ông vị mục sư, họ hầu vị Chúa ở tại Nhật Bản 20 năm, hơn 20 năm, thì họ ví là Nhật Bản là mồ chôn của các giáo sĩ. Vì có hiểu cái cụm từ không ạ? Có nghĩa là những người mục sư, những người giáo sĩ, những người truyền giáo, những sứ đồ khi đi qua bên Nhật Bản đều thất bại. Họ thất bại không phải 1 năm, 2 năm, họ không phải là 10 năm, nhưng mà có người 20 năm, 30 năm. Và cách đây khoảng chừng hơn 1 tháng tôi có gặp một sư son và ông đã ở Nhật hơn 35 năm và đều bị thất bại. Và có một cái ngạn, có một câu tục ngữ đối với người Nhật á, và cái ông mục sư người Hàn Quốc cho chúng tôi nhìn thấy được đó là gì. Với người Nhật thì họ có câu ngữ là cây kim á, cây đinh á, mà cứ giống như có nhiều cây đinh được đóng ở trong cái cọc, nhưng mà cái đinh nào mà nó nhú lên á thì họ sẽ đập cho nó xuống. Tức là họ không muốn sống khác người và họ muốn sống ở trong cộng đồng.
và tất cả cộng đồng đều lệ thuộc và họ thờ gọi là thần đạo và gọi là vua, gọi là nhất hoàng của họ là tôn chỉ. Và cảm ơn Chúa, khi mà tôi đến đó tôi thấy rất là vui, vì khi đến đó được chia sẻ lời Chúa cho các bạn, được thờ phượng Chúa cùng với các bạn thanh niên tại đó. Và quý vị ơi, Thánh Linh Chúa đụng chạm các bạn rất là nhiều, có nhiều tấm lòng gọi là khô hạn. Và cảm ơn Chúa, khi thờ phượng Chúa, khi học thờ phượng, trong 2 ngày các bạn đã vỡ lòng ra và khóc lóc với Chúa, nhờ cậy nơi Chúa làm. Và tôi thấy rằng Đức Chúa Trời ngày bắt đầu ban phước cho Nhật Bản. Sau đó thì có một số cộng đồng là những người công nhân ở Nhật Bản, những người du sinh ở Nhật Bản, ở những cái thành phố khác đã liên hệ với tôi là: thầy ơi, chừng nào thầy đến Nhật á thì nhớ ghé em. Mà ở bên Nhật không có gần, ví dụ từ Osaka đến Tokyo khoảng hơn 500 cây số, mà họ nếu họ đi đường monorail, từ đạo điện ngầm á, thì mất hơn 2 tiếng rưỡi là đến nơi thôi, nhưng mà vé rất là mắc. Có nghĩa là đi từ Osaka qua Tokyo đó khoảng gần 4 triệu một cái vé mà đi tàu điện ngầm. Nhưng mà tôi tin rằng Đức Chúa Trời đã mở thì không có ai đóng. Amen. Và hy vọng rằng một ngày nào đó những người bạn chúng ta ở tại Nhật cũng sẽ đến với hội thánh yêu thương để thăm hội thánh của chúng ta nữa. Amen. Chắc chắn khi mục sư Kim ông nói với tôi một điều rằng: tôi muốn dự lễ cảm tạ giống như là khánh thành đền thờ, vậy lúc nào tôi đến được? Tôi nói là tháng 10 là chúng tôi có đây. Ông nói không kịp nữa rồi. Nhưng mà ông muốn rằng năm 2024 ông sẽ đến đây cùng hội thánh của Chúa, cùng giao lưu với nhau. Và có một điều ông nói là nếu ai muốn đến Nhật Bản thờ phượng Chúa cùng với hội thánh của Chúa thì hội thánh sẵn sàng đón tiếp quý vị. Amen. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời tốt lành. Và như hồi nãy tôi có nói quý vị, đó là chủ đề chuẩn bị cho cuộc chiến lớn hơn. Lời Chúa được ghi ở trong Sa-mu-ên nhất đoạn 17 từ câu 31 cho hết đoạn. Chúng ta cùng đứng lên và tôi xin tuyên đọc lời của Chúa ở trong Sa-mu-ên nhất đoạn 17. Đây là cuộc chiến, nói về cuộc chiến của David đã thắng Goliath. Tôi xin đọc từ câu 31 tới hết phân đoạn này ha. Quý vị sẽ đọc chung với tôi. Tôi xin đi đọc lời Chúa. Có người nghe những lời David nói, đem thuật lại cho Saul. Vua cho gọi David đến. Chàng tâu với Saul: xin đừng ai ngã lòng vì tên Philistine kia, để tối bệ hạ sẽ đi ra chiến đấu với hắn. Saul nói với David: con không thể đương đầu với tên Philistine này đâu, vì con chỉ là một thiếu niên, còn hắn đã là một chiến binh từ lúc trẻ. David tâu với Saul khi về tới bệ hạ chăn chiên cho cha mình: nếu có sư tử hay là gấu đến tha một con chiên trong bầy, thì con đuổi theo đánh nó, giật chiên khỏi mõm nó. Nếu nó chống cự, con nắm râu nó, đánh và giết nó đi. Thì tối bệ hạ đã đánh chết cả sư tử và gấu, vậy thì tên Philistine không chịu cắt bì kia cũng sẽ đồng số phận với chúng, vì hắn đã dám thách thức đạo quân của Đức Chúa Trời hàng sống. David tiếp: Đức Chúa Va đã giải cứu con khỏi vố sư tử và gấu, thì Ngài cũng sẽ giải cứu con khỏi tên Philistine kia. Saul nói: hãy đi, nguyện Đức Chúa Va ở với con. Saul lấy áo chiến mình mặc cho David, đội mũ đồng lên đầu và mặc áo giáp cho chàng. David đeo gươm của Saul bên ngoài áo giáp và tập đi thử vì không quen. Chàng nói với Saul: con không thể mang khí giới này mà đi được vì con không quen. Rồi David cởi những thứ ấy ra, chàng cầm một cây gậy trong tay, chọn dưới khe 5 viên đá bóng nhẵn để trong túi chăn chiên mình vẫn thường mang, và cái ná ném đá trong tay, rồi xông tới dân Philistine. Tên Philistine cũng tiếp tới, đến gần David, đi trước hắn là người mang khiên. Tên Philistine nhìn thấy David, thấy chàng chỉ là một thiếu niên, nước da hồng hào, diện mạo khôi ngô, thì khinh thường chàng. Tên Philistine nói với David: ta có phải là một con chó đâu mà ngươi cầm gậy đến với ta? Rồi tên Philistine lấy danh các thần mình mà rủa xả David và nói tiếp: hãy lại đây, ta sẽ băng thịt ngươi cho chim trời và thú đồng. David nói với tên Philistine: ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến với ta. Còn ta nhân danh Đức Chúa Va vạn quân mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo quân Israel mà ngươi đã thách thức. Hôm nay Đức Chúa Va phó ngươi vào tay ta, ta sẽ giết ngươi, cắt đầu ngươi và băng thay của đạo quân Philistine làm mồi cho chim trời và thú rừng. Gặp thời gian sẽ biết rằng có một Đức Chúa Trời trong dân Israel, và toàn thể hội chúng này sẽ thấy rằng Đức Chúa Va không giải cứu bằng gươm hoặc bằng giáo, vì Đức Chúa Va là Chúa của chiến trận, Ngài sẽ phó các người vào tay chúng tôi. Khi tên Philistine đứng dậy xong tới tấn công David, thì David nhanh chóng chạy vào phía trận tuyến để sắp chiến với tên Philistine. David thò tay vào túi lấy một viên đá,
rồi dùng đá ném trúng vào trán tên Philistine. Viên đá lọt thấu vào trán làm cho Goliath té ấp mặt xuống đất. Như vậy David thắng tên Philistine bằng viên đá ném bằng đá, giết chết hắn mà không có gươm trong tay. David chạy đến bên sát tên Philistine, lấy gươm của hắn rút ra khỏi vỏ giết hắn, rồi dùng gươm cắt đầu hắn. Quân Philistine tính thấy người hôn của mình đã chết thì chạy trốn. Bấy giờ dân Israel và Judah nổi lên reo hò và đuổi theo quân Philistine cho đến cửa thành Gát và Ekron. Xác quân Philistine ngã chết đầy đường Saragaim cho đến Gát và Ekron. Sau khi đã rượt đuổi quân Philistine, dân Israel trở về cướp phá trại quân của chúng. David đem đầu của tên Philistine về Jerusalem, nhưng vũ khí của hắn thì để ở trong tại mình. Trong lúc Saul thấy David ra đón đánh tên Philistine thì hỏi Abner, tổng tư lệnh quân đội Abner, chàng thanh niên đó là con của ai? Abner thưa, tâu bệ hạ, thật như bệ hạ vẫn còn sống, hạ thần hoàn toàn không biết. Vừa nói, hãy hỏi xem chàng thanh niên ấy là con của ai. Khi David đã giết tên Philistine trở về thì Abner đón chàng dẫn đến cho mặt Saul. Tay David còn đang xách cái đầu của tên Philistine. Saul hỏi, này chàng trai, ngươi là con ai? David thưa, con là con của Jesse, người Bethlehem, đầy tớ của bệ hạ. Trân trọng kính mời Thánh Đăng Tạm. Chúng ta chịu khó để đọc và nghe lại phân đoạn Kinh Thánh này khá dài. Nhưng tôi muốn gửi đến thông điệp trong buổi sáng nay, đó là chúng ta chuẩn bị một cuộc chiến lớn hơn. Khi mà chúng ta ở trong lời của Chúa, thì chúng ta sẽ thấy rằng những gì mà Đức Chúa Trời ghi lại cho chúng ta, đó là Đức Chúa Trời có mọi cách để Ngài nâng cấp ai đó. Nhưng mà quan trọng người nào trong chúng ta sẽ nhìn biết rằng cách mà Đức Chúa Trời làm. Đầu tiên, tiêu đề mà tôi muốn gửi đến hội thánh của Chúa, đó là Chúa gọi David khi ông đang ở đâu. Chúa gọi David khi ông đang ở đâu? Câu trả lời trong buổi sáng này đó là khi ông đang ở đâu? Đang chăn chiên. Có đúng không ạ? Ông đang chăn chiên. Chúa gọi David khi ông đang chăn chiên, chứ không phải là ông là một người có trình độ học thức cao, hoặc là một người mà giàu có, hoặc là một người có địa vị ở trong xã hội. Nhưng mà Chúa gọi David khi ông ở trong đồng, ông đang chăn những con chiên. Vậy cái tiêu chuẩn để Đức Chúa Trời gọi và chọn, nó không phụ thuộc vào sự khôn ngoan, nó không phụ thuộc vào trình độ, nó không phụ thuộc vào vị trí, địa vị của người đó. Có đúng không ạ? Nhưng mà đối với Chúa, Ngài có cách nhìn của Chúa để Ngài chọn. Và nếu chúng ta trở lại Kinh Thánh ở trong Sa-mu-ên nhất đoạn 16 á, thì Chúa nói là người ta thì nhìn bên ngoài, nhưng mà Đức Chúa Giê-hô-va Ngài nhìn thấy trong lòng. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta rất là nhiều câu Kinh Thánh để mô tả rằng lòng người ta thì dối trá hơn mọi vật, và rất khó để ai có thể nhìn thấy tấm lòng. Nhưng mà cảm ơn Chúa, lời của Chúa cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng của David khi ông ở trong đồng chăn những con chiên. Chứ không phải là khi Ngài nhìn thấy tấm lòng của ông khi ông ở trong một vị trí cao trọng. Một buổi sáng nay chúng ta phải hiểu một lẽ thật cơ bản, đó là gì? Đức Chúa Trời nhìn thấy ai đó có tấm lòng để phục vụ cho Ngài. Chúa không nhìn người ta có tài năng, Chúa không nhìn người ta có trình độ, Chúa không nhìn người ta có địa vị, Chúa không nhìn người ta có sự giàu có để Ngài chọn. Nhưng mà Ngài chọn người có tấm lòng cho Ngài. Amen. Đây là cái lẽ thật và đây là cái cơ bản nhất của một đời sống cơ đốc nhân. Nếu chúng ta muốn Đức Chúa Trời chọn chúng ta, thì đầu tiên hết chúng ta phải có tấm lòng cho Ngài. Cái hoàn cảnh của David lúc bây giờ đang đối diện đó là gì? Ông ở trong đồng, ông trong những con chiên. Và nếu mà chúng ta lật lại Kinh Thánh chút xíu á, thì chúng ta thấy rằng ông là một đứa con út ở trong gia đình, có tất cả 8 người con. Thế nhưng những phần thưởng tốt nhất thì cha để dành cho anh của mình. Và khi có những cái buổi tiệc mà gọi là thịnh soạn á, thì cha luôn ưu tiên dành cho những người anh của mình, còn dường như mình bị bỏ quên. Nhưng mà Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết thế nào à? Đó là có một điều đặc biệt là ở trong tại nơi ông chăn những con chiên, ông vẫn không hề oán trách, không hề than vãn về những gì mà cha đặt để ông. Tôi cảm ơn Chúa một điều là khi chúng ta suy gẫm lẽ thật này và càng đi sâu hơn, thì chúng ta phát hiện ra một điều là Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng của David. Cha cũng không thấy tấm lòng David. Và thậm chí trong đoạn 16 á, đó là gì? Samuel là một vị tiên tri của Chúa, nhưng ông cũng không nhìn thấy David luôn. Nhưng mà Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng. Tôi xin hỏi một câu, ở đây chúng ta ai có thể thấy được tấm lòng ở đâu không ạ? Có người nói ở đây, có người nói ở đây.
Nhưng mà tôi xin thưa, nếu mà chúng ta vào trong bệnh viện và nhờ bác sĩ mổ tử thi ra và xem xét thì tấm lòng nằm ở đâu? Tôi dám cam đoan không biết tấm lòng ở đâu, nhưng bộ đầu lòng thì có đúng không ạ? Bộ đầu lòng có, nhưng mà tấm lòng thì không thấy. Và có người không thể dùng suy nghĩ của mình, không thể dùng mắt của mình để nhìn thấy tấm lòng. Nhưng mà đặc biệt đó là gì? Đức của trời Ngài nhìn thấy. Wow! Tôi muốn kích lệ hội thánh buổi chiều buổi sáng hôm nay, đó là gì? Chúng ta đang thờ phượng một Đức của trời mà nhìn Ngài có thể nhìn thấy mọi thứ, và đặc biệt đó là tấm lòng, khi mà tất cả mọi người không thấy nhưng Đức của trời thấy. Amen. David ở trong đồng chăn những con chiên và nhìn như mọi người không thấy. Có thể một ngày ông đánh đèn ca ngợi Chúa, ông hết lòng thờ phượng Chúa, ông ca ngợi Chúa, không ai thấy cả, nhưng Đức của trời thấy. Mỗi ngày ông chăn những con chiên, và khi có kẻ thù là gấu và sư tử đến, ông dùng sức mình có và trách nhiệm của mình khi cha giao cho để ông đến để em làm gì? Ông đánh trả những con gấu và đánh trả những con sư tử. Là Kinh Thánh ghi lại đó gì? Ông bứt râu của nó và thậm chí ông đánh đuổi và ông giết nó đi luôn. Người ta không thấy nhưng Đức của trời thấy. Và khi Ngài thấy á thì Ngài đã chọn David. Tôi muốn khích lệ hội thánh, và tôi muốn nói chuyển thông điệp này với cô Thanh là người mới tiếp nhận Chúa. Có thể là người ta không thấy, nhưng buổi sáng hôm nay tôi muốn nói với cô rằng cách đây nhiều năm hoặc là rất là nhiều tháng về trước, cô đã từng lớn tiếng nói với trời ơi sao con khổ quá, con gặp bệnh tật, con gặp nan đề này. Và tôi muốn nói với cô rằng Đức Chúa Trời thấy và Ngài đã chọn cô để cô có thể đến đây để thờ phượng Chúa. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Và tôi muốn nói với quý vị là chúng ta thật sự hãnh diện vì Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng là Đức Chúa Trời như vậy đó. Ngài đã chọn chúng ta. Ngài đã nhìn thấy David khi ông đang ở tại đồng chăn những con chiên. Ông cảm thấy cô đơn, ông cảm thấy mệt mỏi, ông cảm thấy người ta không quan tâm mình. Nhưng quý vị ơi, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng nhất đó là gì? Đức Chúa Trời thấy và Ngài đã chọn David. Rất là quan trọng cho chúng ta. Chúng ta đừng có phải lo lắng gì cả. Nhưng cái điều mà chúng ta cần phải giữ và điều mà chúng ta cần phải quan tâm đó là tấm lòng của chúng ta. Và Kinh Thánh ghi lại đó là gì? Khá giữ tấm lòng của con hơn hết vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Vậy tất cả các nguồn sống, tất cả những sự thịnh vượng, tất cả những sự phước hạnh, nó không phải là từ ai đó cho chúng ta, không phải từ ai đó giúp đỡ cho chúng ta, nhưng mà bắt đầu từ tấm lòng, nó sẽ có những cái phần kế tiếp sản sinh ra khi chúng ta hết lòng thờ phượng Chúa. Amen. Tấm lòng quý vị ơi, sự thánh vượng không phải đến tất cả mọi người người ta giúp đỡ đâu, nhưng mà sao à, từ tấm lòng nó sẽ sự sản sinh. Từ tấm lòng nó sẽ làm sao để tất cả mọi điều giống như một cái lục hút, nó hút lại vì cớ chúng ta thuộc về Ngài. Nếu chúng ta bước đi với Chúa mà chúng ta không có tấm lòng cho Chúa thì tôi e rằng chúng ta cũng khó được cứu rồi Ngài chọn và cất nhắc chúng ta lên một nấc cao hơn. Đức Chúa Trời chọn David khi ông chăn chiên. Ở trong Sa-mô nhất đoạn 18 câu 23 ghi thế này: triều thần của Sa-lơ nói lại với các lời ấy với David, nhưng David nói các ông tưởng làm phò mã là việc nhỏ sao? Tôi vốn là một người nghèo nàn và hèn hả. David là một người hèn hả và nghèo nàn. Quý vị ơi, chúng ta không quan tâm là khi chúng ta được sinh ra ở trong gia đình, gia thế chúng ta thế nào. Liệu chúng ta có được học hành bài bản tử tế hay không? Cái đó cũng không quan trọng. Tôi muốn hỏi quý vị một câu là Kinh Thánh có chỗ nào nói David học tới đại học không? Không. 17 tuổi, ông đã được tiến cung vào vua. Và thậm chí quyền năng của Chúa trên ông tới nỗi mà tay của ông đụng tới kẻ thù. Và người ta ví rằng Sao-lơ giết hàng ngàn, còn David giết gấp 10 lần Sao-lơ. Tôi không bác bỏ việc chúng ta học hành để tiến thân, nhưng mà tôi nói rằng nếu chúng ta có lắm lòng thờ phượng Đức Trời thì sự sức giàu của Chúa, sự chọn lựa của Chúa có thể nâng vị tôi thấp lên cao và vượt quá những cái sự suy nghĩ loài người. Amen. Ai chúng ta đồng ý điều này? Amen thật là lớn tiếng à. Hallelujah. Điều thứ hai đó là sự dũng cảm của David.
Tôi khi tôi đọc về tiểu sử của David, tôi phát hiện ra một điều. Đối với David, tất cả mọi nan đề đều có câu trả lời. Amen không ạ? Vì hãy nhớ nha, đối với David, con người này với mọi nan đề xảy ra với cuộc đời ông đều có đáp án hết và đều có đáp số hết. Có đúng không ạ? Khi mà sư tử đến, khi mà gấu đến, có nhiều người người ta sẽ có đáp số đó là gì? Bỏ chạy. Khi gặp sư tử đến là bỏ chạy, khi gặp đó gấu đến là bỏ chạy, và thậm chí gặp Goliath bỏ chạy và không dám đối diện với nan đề. Nhưng mà đối với người ta là cái gì? Đó là ông nhìn thấy được cái kết quả của những kẻ thù muốn tấn công chính ông, dân sự của ông, bầy của ông. Hallelujah, cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa. Tôi muốn chuyển thông điệp này với hội thánh của Chúa, đó là sự dũng cảm của David. Và đối với David, tất cả những gì xảy ra với cuộc đời của David đều có đáp số. Và tôi muốn nói rằng tất cả mọi việc xảy ra với cuộc đời của chúng ta đều có đáp số. Amen. Và chúng ta phải có phương pháp để giải nó đi. Có thật không ạ? Và nan đề mà chúng ta đang đối diện ngày hôm nay đều có phương pháp để giải nó hết, đều có cách để giải nó hết. Và đó là cách mà Đức Chúa Trời muốn chuyển thông điệp này đối với mọi chúng ta trong Psalm này. Có thể là bệnh tật, và người ta sẽ hướng dẫn vì là nếu với bệnh tật đó quý vị cần phải đi siêu âm, quý vị cần phải chụp X quang, quý vị cần phải chụp MRI và phải uống thuốc này, uống thuốc kia, uống thuốc nọ, đó là giải pháp loài người. Nhưng với Đức Chúa Trời á, có những cái cách mà người ta không giải quyết được, nhưng với cách của Chúa, Chúa sẽ giải quyết cho chúng ta. Amen không ạ? Nếu chúng ta đọc kỹ phân đoạn Kinh Thánh đoạn 16, 17, 18, đó là David, ông đã giải được một bài toán cho chính vua của mình là Saul. Vua ông bị gì? Đó là mỗi lần có sự bực tức cái gì đó, có sự thù hằn cái gì đó, thì lập tức ác thần sao à? Nhập vào Saul là vua. Quý vị có hiểu từ ác thần nhập vào không? Ác thần nhập vào đó có nghĩa là không còn bình thường nữa. Ông có thể điên dại, ông có thể mất đi khả năng con người, và thậm chí làm những cái việc mà dường như ông mất kiểm soát. Và ác thần nhập vào Saul. Kinh Thánh ghi lại đó là gì? Lúc bây giờ các quần thần đi tìm những cái thuật sĩ, tìm những người có khả năng, tìm những cái vị có thể chữa lành cho Saul, nhưng sao? Đều bất lực. Họ cả tìm cả Israel lúc bây giờ, Kinh Thánh ghi lại, đó là họ tìm ra một người có khả năng, đó là gì? Đó là đánh đàn. Và lạ kỳ thay, khi David gãy đàn lên, ác thần lìa khỏi sao lơ. Amen. Có phải là giải pháp và kết quả hay là đáp án mà David đem lại cho sao lơ có phương pháp và ông đã được chữa lành? Ngày hôm nay chúng ta đối diện với tài chánh chăng? Chúng ta đối diện với bệnh tật chăng? Chúng ta đối diện với những nghịch cảnh chăng? Nhưng buổi sáng hôm nay tôi muốn gửi đến thông điệp này cho vị, đó là gì? Đó là David đã tìm được phương pháp và David là người giải các bài toán. Thì chúng ta là những người tin cậy Chúa, và khi Đức Chúa Trời chọn chúng ta thì tất cả những giải pháp mà chúng ta đối diện và nhìn thấy được, Đức Chúa Trời sẽ trả lời và giải quyết cho chúng ta. Amen không ạ? Ai chúng ta amen, chúng ta còn lớn tiếng cho Chúa. Hallelujah. Không có gì quá khó chứa Chúa của chúng ta. Và nếu David không được chọn thì việc Saul bị ác thần nhập cũng không có phương cách. Nếu Chúa chọn quý vị thì Chúa có phương cách. Ngài sai môn đồ đi qua bờ bên kia trong đêm. Và trong đêm đó Đức Chúa Trời Ngài đã sai các môn đồ đi qua bờ bên kia bằng thuyền. Và trong đêm Kinh Thánh ghi lại đó gì? Đó là các môn đồ gặp bão giữa biển. Tự nhiên có những cơn bão lên, ập tới. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết rằng các môn đồ chèo chống vật vã cả đêm. Chúa Giêsu thì ngồi dựa gối mà ngủ ở phía sau, dường như ngày không quan tâm cái chuyện gì mà môn đồ đang đối diện hết. Và thậm chí các môn đồ gọi là chèo chống vất vả quá rồi và cuối cùng bất lực mới quay trở lại và nói với Chúa rằng: Chúa ơi, tại sao Ngài không lo chúng ta chết sao? Ngài không lo chúng ta chết sao mà Ngài vô tư Ngài ngủ?
Giống như Ngài lôi con ra tới đây rồi, Ngài đưa, kêu con ra tới đây rồi, cuối cùng lại Ngài vô tư. Cái câu có thể hình dung như vậy đó. Nhưng mà Kinh Thánh Chúa nói là hỡi kẻ ít đức tin. Và Chúa Giêsu đã đứng và Chúa quở sóng biển. Kinh Thánh ghi là sóng biển yên lặng như tờ, có nghĩa là im re. Tôi đặt lên tay trên trái của mình, đặt tay lên cái trái tim của mình, và hỏi nói rằng khi Đức Chúa Trời Ngài sai quý vị đi, Đức Chúa Trời Ngài sai quý vị làm một việc gì đó, Ngài không bao giờ bỏ quý vị ơi. Ngài không bao giờ để quý vị mồ côi, Ngài không bao giờ để quý vị cô đơn, và Ngài có giải pháp để chữa lành cũng như giải quyết nan đề cho quý vị. Bệnh tật chăng, người Đức Chúa Trời chọn, Chúa có thể làm để người đó đem đến sự chữa lành. Chúng ta thiếu thốn mà nợ nần chăng, ai đó đang mắc nợ chúng ta, cái quan trọng nhất là chúng ta làm sao để cầu nguyện: Chúa ơi, Chúa ơi, xin Ngài đến, nhớ đến nan đề của con và những gì con làm trước đây không đẹp lòng Chúa, và hãy ăn năn về điều mình đã không đẹp lòng Chúa, để đời xin Đức Chúa Trời Ngài phục hồi tài chánh cho chúng ta. Đức Chúa Trời có mọi phương cách, và David là người mà Đức Chúa Trời làm ơn để ông có thể giải quyết câu chuyện đó. Và điều cuối cùng đó là Chúa chuẩn bị cho David một cuộc chiến lớn hơn. Hallelujah. Hãy nhớ một điều, Đức Chúa Trời đang chuẩn bị cho David một cuộc chiến lớn hơn. Xin mời thầy Công đứng đây. Thầy Công đứng ở đây. Bây giờ tôi hỏi thầy Công bước thử một bước từ dưới sàn lên cái đây, bước thử cho hội thánh xem dễ dàng không? Bước lên coi. Bước không, bước thẳng lên trên đây luôn. Một bước một lên tới trên đây luôn. Bước nổi không? Bước lên. Không, bước thử đi. Bước không? Bước nổi không? Không. Vậy là mình thầy Công phải làm sao? Bước sao à? Bước rồi, bây giờ bước lên coi sao? Từng bước. Được. Amen. Cảm ơn thầy Công. Đây là bước của gấu. Bước một bước. Đây là bước của sư tử. Bước một bước. Và cuối cùng là Goliath. Vì hiểu ý tôi nói không ạ? Không thể nào mà David có thể giết Goliath được, khi mà ông không bước từng những cái bước đó để đối diện với Goliath. Chúng ta không bao giờ mà nhận được phước hạnh lớn lao khi mà tất cả những cái khía cạnh nhỏ nhất chúng ta không giải quyết được. Mọi thời điểm Đức Chúa Trời cho phép mọi kẻ thù khác nhau đến với chúng ta. Amen không ạ? Khi ông là 17 tuổi, Đức Chúa Trời đã cho phép gấu đến với bầy của ông. Tôi hỏi quý vị là nếu vị ngày hôm nay đi ra ngoài đường gặp một con gấu đến, giải pháp của vị là gì khi đối diện với gấu? Vì em gặp gấu thì em làm gì? Chạy. Ở đây hội thánh mình có ai 17 tuổi không? Tôi hỏi coi nếu mà gặp gấu thì làm gì? Tôi nghĩ chắc chắn là chạy. Nhưng hồi xưa tôi nhớ tôi đi học giáo khoa đó, gặp gấu á thì làm gì quý vị không? Nằm xuống và nín thở, giả chết. Có đúng không? Mà mình giả chết rồi cuối cùng gấu nó hửi tưởng là người chết, nó bỏ đi. Có rất là nhiều giải pháp con người, và có thể là một trong một cách nhanh nhất đó là gì? Quay lưng bỏ chạy. Bài học đầu đời của David đó là gì? Gấu. Và cảm ơn Chúa, ông đã giải quyết rất là nhẹ nhàng. Ông đã đánh nó, ông đã bắn nó khi nó tấn công chiên, bầy chiên mà Đức Chúa Trời giao ở trong tay của ông. Thậm chí ông bắt nó, ông lấy mật gấu bán. Có không à? Ở Việt Nam chắc bắt gấu lấy mật bán, ngâm rượu gì đâu biết được. Sau khi gấu xong rồi đó, thì Đức Chúa Trời làm gì? Đó là Ngài cho thêm một bước thứ hai. Bước thứ hai đó là gì? Một cái con gọi là gì? Vua của các loài thú. Đó là sư tử. Cọp không phải là vua của loài thú nha. Sư tử là vua của loài thú. Và khi nói với quyền lực mạnh mẽ đó, thì có thể là gọi là sư tử. Sư tử nó có thể đánh với những con to xác hơn nó nhiều. Nó có sức khỏe để đánh với
những cái con tô xác hơn nó nhiều. Có đúng không ạ? Chúng ta xem thế giới động vật á, sư tử hãy đánh những cái con gọi là tê giác, những cái con hu, rồi những cái con voi, những cái con gọi là những cái con bò hút, và nó có thể chiến đấu và thậm chí nó xé xác con mồi ra. Một chàng trai 17 tuổi, tôi không biết được 60 kg như tôi không, hay là chỉ mới có 45, 50 kg thôi, nhưng mà dám đối diện với lại sư tử. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết rằng cái giải pháp đó là gì? Đó là David đã làm một điều. Ông đã bắt sư tử. Bắt sư tử nha quý vị. Tất cả là ông có thể là ông bắt nó, hay là ông bắn nó bị què chân què cẳng gì không biết nữa. Nhưng mà ông làm gì? Bứt râu nó. Bứt râu. Có nghĩa là ông phải tiếp cận nó luôn, bắt nó luôn, trói gô nó lại và bứt râu nó. Wow. Một chàng trai trẻ, rất là trẻ tuổi mà dám làm những chuyện vĩ thường đó. Và Kinh Thánh ghi lại đó là gì? Ông là thành công, đó là bắt kể cả sư tử. Hallelujah. Cảm ơn Chúa vì đây là điều mà tôi muốn nói với hội thánh của Chúa buổi sáng hôm nay. Đó là gì? Đó là chúng ta phải học những cái bài học cơ bản vỡ lòng đầu tiên cuộc đời của chúng ta nếu chúng ta muốn được Chúa nâng cấp lên. Đầu tiên đó là gì? Gấu. Thứ hai là sư tử. Và thứ ba là gì? Goliath. Cái thù này không có khôn ngoan giống như gấu hay sư tử, nhưng mà kẻ thù này nó tập hợp tất cả sức mạnh. Sức mạnh sao ạ? Thứ nhất, kẻ thù này cao gần 3 mét. Kinh Thánh ghi lại Goliath cao gần 3 mét. Và kẻ thù này á, ngoài có sức mạnh không á, còn được sao ạ? Được đào tạo trở nên những chiến binh. Ghê chưa? Có sự khôn ngoan không? Cực kỳ khôn ngoan là loại người mà vừa có sức khỏe, vừa có khôn ngoan, vừa được đào tạo trở nên chiến binh. Bây giờ cái bước này là bước quan trọng để David đối diện với kẻ thù này. Và như chúng ta đọc phân đoạn Kinh Thánh Samuel nhất đoạn 17, đó là kẻ thù khi nhìn David đó, chê bai ông, khinh thường ông, nói ông là không ra gì cả. Nhưng mà cảm ơn Chúa, khi chúng ta đọc lời Chúa trong sáng hôm nay á, thì chúng ta phát hiện ra thế nào à? Và tôi muốn nói với hội thánh của Chúa trong sáng nay đó là gì? Đó là Goliath là kẻ thù mà chuẩn bị thêm một bước mà Đức Chúa Trời đã thiết lập cho cuộc đời của David. Và trước khi giết Goliath thì ông phải giải quyết được gấu và sư tử, sau đó tên Goliath. Quý vị ơi, gấu và sư tử hay Goliath cũng chính là một bức tranh về cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay. Tiền bạc chăng? Tài chính chăng? Khó khăn về bệnh tật chăng? Đó chính là gấu, sư tử và Goliath. Có thể là đối với chúng ta một cái bệnh nào đó mà dường như không thể nào được chữa lành, bởi những bó tay, bức lực bó tay với chúng ta và sức chúng ta không thể nào đối diện được. Hoặc là chúng ta đang đối diện một cái nền tài chính gì đó mà đối với chúng ta không thể nào giải quyết được vì số nợ nó rất là lớn. Nhưng mà tôi kích lời tên của Chúa buổi sáng hôm nay với thông điệp và những gì mà Đức Chúa Trời ghi lại đó là gì? Đó là với Đức Chúa Trời Ngài chọn David và Ngài có giải pháp khi mà ông tin cậy nơi Ngài. Thì điều đó là dạy cho chúng ta một điều đó là gì? Nếu chúng ta hết lòng tin cậy Chúa, tin cậy nơi Ngài và thờ phượng Ngài, nhớ cậy nơi Ngài, thì không có một nan đề nào mà Đức Chúa Trời không trả lời cho chúng ta. Amen. Tuyệt vời lắm quý vị ơi. Hãy suy nghĩ cái viễn cảnh 17 tuổi, một chàng thanh niên đi ra gặp kẻ thù, không cầm gươm, không mặc áo giáp, tất cả mọi trơ trọi như vậy nè, cầm chỉ còn một cái ná trành ném đá và thậm chí có 5 viên đá thôi. Và đến làm gì? Đối diện một gã khổng lồ gần 3 mét. Và ông đã ví Goliath thế nào? Đó là Đức Giê-hô-va đã từng giúp ta giết được gấu và sư tử. Và ông đã ví Goliath giống như gấu mà và sư tử mà thôi. Hallelujah. Cách nhìn của David khác với người ta. Người ta nhìn Goliath là kẻ thù vạm vỡ,
là một cái thù đầy sức mạnh, là một cái thù tố cao, là một cái thù mà dường như bất khả chiến bại. Nhưng mà với Goliath á, là gì? Khi ông có Chúa cùng, thần của Chúa cùng ông á, thì ông sẽ nhìn Goliath giống như con thú vật, như gấu và sư tử mà thôi. Có khi nào chúng ta nhìn nan đề của chúng ta nó giống như những cái gọi là những cái bức tranh trong mảnh ghép mà Đức Chúa Trời ngài cho chúng phải chúng ta đứng đối diện với mảnh ghép đó, mà Đức Chúa Trời trả lời chuyện phải không? Mình đừng nhìn nan đề mình nó to quá, mình đừng nhìn nan đề mình giống như Goliath, nhưng mà hãy nhìn nan đề giống như gấu và sư tử để giết nó đi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Chúng ta vỗ tay tạ ơn Chúa vì sự tốt lành của ngài. Hallelujah, tuyệt vời lắm quý vị ơi. Có thể đối với nhiều người năm nay là năm kinh tế khó khăn, năm tài chánh kiệt quệ, rất là nhiều công ty phải đóng cửa. Nhưng mà quý vị có biết rằng đó là chính là những cái nấc thang và những hoàn cảnh để Đức Chúa Trời ngài chuẩn bị cho bị một cái kết hợp tốt hơn không? Hãy nhớ, khi mà David giải được bài toán Goliath thì có nghĩa là gì? Đó là ông chuẩn bị bước lên một ngôi cao hơn, là vua của dân Israel. Hallelujah. Cái bài toán mà chúng ta đang đối diện ngày hôm nay là gì trong cuộc đời của chúng ta? Tôi muốn chúng ta là những người ngồi tại đây và thậm chí đang ngồi để xem trên sóng live stream này phải giải quyết được cái bài toán đó và có đáp số cho nó. Và nếu như giải được, một phần thưởng cao hơn những gì chúng ta đang gặp phải, Đức Chúa Trời ngài sắm sẵn cho chúng ta trong ơn của ngài. Amen. Hallelujah. Bây giờ chúng ta đứng lên, chúng ta cầu nguyện. Cảm ơn Chúa vì sứ điệp buổi sáng nay đến với cuộc đời của chúng con. Xin sứ điệp ngài đến với chúng con trong thời giờ này. Xin sứ điệp đến với tấm lòng của chúng ta. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.